Cát Tường xin thay mặt cho toàn thể ekip thực hiện chương trình xin chúc quý vị một năm an khang thịnh vượng, mọi sự được an lành và Cát Tường. Điều thứ hai, Cát Tường cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trong suốt những năm vừa qua. Và ngày hôm nay trong một không khí rộn ràng sắc xuân như thế này, Cát Tường xin kính mời toàn thể quý vị hãy theo chân Cát Tường, chúng ta cùng nhau du xuân. Và bây giờ Cát Tường cùng với quý vị chúng ta sẽ đến thăm gia đình của hai bạn Nguyên Thảo và Thành Nam. Xin mời. Thảo ơi, Nam ơi. Ôi chào em. Chào em. Khỏe không? Dạ chào, chào chào cô chú ạ. Dạ. Dạ. Hôm nay mấy ngày Tết mà tới làm phiền gia đình của cô chú. Dạ. Tại vì muốn thay mặt chương trình đến thăm hai em Thảo với Nam, xem hai em sống như thế nào và đón Tết như thế nào mà. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn. Với cậu với chỗ Nam là Út gia đình. Còn cái Út cũng là có gia đình luôn, vậy là giờ yên tâm lắm rồi ha cô chú ha. Dạ. Dạ không biết là khi mà có một thành viên mới như Thảo về trong nhà thì Tết này gia đình cô chú như thế nào? Qua chương trình Mai Mối thì gặp được Thảo ở đây thì thấy em hợp và các em lấy nhau thì mọi việc đều tốt lành cả. Có em về đây thì cô vui lắm, cô là ba dâu. Nhưng mà nói thẳng với các Tuyền và các cháu ở đây, cô quý các em lắm, cô vui lắm. Ở từ đấy là cô ngủ ngon hơn nhiều và không có cái gì rắc rối cả. Ở đây chị cũng muốn hỏi Thảo một tí xíu, đây là năm đầu tiên Thảo có một gia đình mới thì bản thân Thảo cảm thấy như thế nào, có thể chia sẻ với mọi người. Em về ở với bố mẹ thì nói thật ra là chưa giờ em cảm giác em làm con dâu. Dạ bố mẹ thương em như con ruột. Dạ rồi em cũng không thấy cái gì bất tiện hết, thì tính cách mình sao mình thể hiện vậy thôi mà bố mẹ thương. Là quá tốt rồi. Hai bạn có dự định gì cho năm mới không? Dạ thì em tính là năm tới là định sinh con. Dạ vậy chắc là cùng tuổi với em luôn á. Năm sau là cùng tuổi. Coi như là đại cát đại lợi. Dạ. Nhân dịp năm mới thì em cũng xin chúc Tết. Dạ chúc chị thứ nhất là sức khỏe và chương trình, toàn bộ ekip chương trình là sức khỏe và nhiều gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Chị cũng thay mặt chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của em, chúc gia đình em đón một năm mới thật là vui vẻ đầm ấm và chúc cho hai em sang năm sau sẽ có thêm một nhân khẩu nữa trong gia đình của mình. Dạ. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Dạ em cảm ơn chị. Chị cũng xin thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chúc hai em một năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc cho hai em sống với nhau răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn. Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây thì quý vị nhìn thấy đó, Cát Tường đang ngồi tại một căn nhà rất là ấm cúng và xinh xắn của cặp vợ chồng Trường Giang và Thu Trang. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi giời ơi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ. Vâng. Chứ đâu có dám về nữa, bố mẹ em bảo không lấy được vợ thì đừng có về. Đúng rồi. Ấy, khổ. Anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi bạn. Ôi trời, tôi hỏi đi là giỏi ơi, không phải xin anh Quyền Linh. Trời ơi, hỏi luôn mình. Bây giờ thì quý vị nhìn thấy không, chuẩn bị đón chào 2016. Đó là một bé gái rất xinh xắn, là được 4 tháng tuổi. Nhà là bé Sam, còn đi học. Sam tên gì nè? Dạ, tên đi học của cháu là Phạm Ngọc Phương Thảo ạ. Phạm Ngọc Phương Thảo. Dạ. Có con rồi, chắc dạo này bận rộn lắm hả? Rồi mình có cực lắm không? Bé có quậy lắm không? Đúng rồi, cháu quậy đó. Năm. Bố đây. Thế em là du ngủ bằng công nghệ. Đấy là bố đi làm nhưng mà bắt đầu là nó khóc cái là không dừng ấy, là bắt đầu điện qua điện thoại. Bố là phải chạy vào nhà vệ sinh. Không bắt đầu là hát cho nó chứ chẳng nghĩa là đi làm mà chị vào. Nó chỉ có bố nó thôi. Chỉ có tiếng sét của bố thôi. Rồi cái suốt ngày đi làm hai mẹ con ở nhà lục đục mình vậy đó, nhà vậy đó hả? Vâng. Đâu thi thoảng ông hàng xóm cũng sang động viên vợ em. Bởi vì thực chất ra một mình em không thể quán xuyến được với vợ em. Nên thôi phải ông hàng xóm. Rồi năm nay là hai vợ chồng trẻ nè, thêm một đứa con dại nữa. Thì không biết là mình đã chuẩn bị những ngày Tết như thế nào? Có cập rập bận rộn lắm không? Rồi có dự kiến gì về quê thăm ông bà không? Dạ, năm nay thì nhà em do có bé cho nên là cũng tổ chức ăn Tết ở trong này. Cho các cháu đón một cái Tết không lạnh. Cùng với cả Sài Gòn. À đó cái Tết không lạnh.
Trời ơi, chồng em nói chuyện hay quá. Nhân dịp đón chào năm mới thì Tường sẽ thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đến thăm Trang và Giang. Cái này là lì xì năm mới lấy lộc cho nó vui. Chúc hai bạn là sang năm mới được nhiều sức khỏe, sống với nhau răng long đầu bạc. Và đúng như kế hoạch năm 2018 của ông bố đây là chúng ta sẽ đón thêm một thiên thần bé nhỏ rất là đáng yêu nữa để cho bé Sam có thêm em ha. Dạ vâng ạ. Thì thay mặt gia đình nhỏ cũng xin gửi lời cảm ơn đến chương trình, cũng xin kính chúc những bạn xem truyền hình cũng như là các anh chị thực hiện ekip và cũng như chương trình mình một sức khỏe mới của một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Thưa quý vị, như lúc đầu Cát Tường đã giới thiệu, hôm nay là một số vô cùng đặc biệt của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ quý vị hãy cùng Cát Tường chúng ta hãy nhìn lại những cặp đôi họ đang yêu nhau đắm đuối. Và họ yêu nhau đắm đuối được như vậy có phải là nhờ công của bà Mai Cát Tường và ông Mai Quyền Linh hay không ạ? Hôn nhau đi. Hôn nhau đi. À, hôn nhau đi. Hai ba. Chưa trúng mà. Chưa trúng. Chưa trúng. Hôn là phải trúng. Hôn là phải trúng. Hai ba. Chưa, chị ơi. Chưa, mình có thể hôn nhau được. Đó, nãy đen lắm mà, hết đất, mấy làm sao làm đi. Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau. Xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Về phụ bảo bán cơm bảo vệ luôn nha. Bậy bậy à, giờ về phụ là nhiều khi bán ế. Trời ơi. Chị bảo vệ cứ làm bảo vệ, bên đây ta bán cơm, ta cứ bán cơm. Rồi, nắm tay nhau cái đi. Được rồi, nắm tay nhau cái đi. Hôn nhau cái đi, mình trẻ hiện đại mà. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trời ơi, tôi đỏ da gà luôn nè. Em muốn té xỉu luôn nè chị. Thích quá đi à. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Em nhắn cái lần thứ hai nó mới ăn chị. Rủ như lúc đó bấm không được luôn rồi sao? Thì em nói em có bấm là tại cái nút. Bây giờ em cảm thấy như thế nào? Hai người có thể nắm tay nhau một cái không? Ăn thì phải ăn luôn biết. Kìa. Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. Tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì thời gian cứ hai đứa tìm hiểu từ tính sâu, có thể nó cũng khắc phục được mà.
thưa quý vị. Và còn có hai cặp đôi vừa mới tổ chức nữa đó thưa quý vị. Đó chính là cặp đôi Phú Quý, Nguyễn Trang, Quỳnh Anh và Trung Tấn. Và Tường tin chắc rằng sẽ còn nhiều nhiều cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới với nhau hơn nữa trong năm 2016 này. Quý Trang xin gửi lời cảm ơn Trang Thành đến chương trình đã tác hợp được cái nhân viên tốt đẹp đến cho mình. Và nhân dịp xuân Bính Thân năm 2016, quý Trang xin chúc cho chương trình ngày càng phát triển hơn và mai mối hơn nhiều cặp như chúng mình nữa. Chúc mừng năm ơi. Thì thấy mặt em còn nhỏ quá, em có ý định lập gia đình chưa? Hay là mình chỉ mới tìm hiểu để quen biết nhau thôi? Em thì tính là bây giờ mình kiếm đối tượng trước, dung đắp từ từ, sau này nếu mà thời gian hiểu hết á thì sẽ tiến tới chị. 3 tỷ. Thay mặt hai vợ chồng thì cũng gửi lời chúc Tết đến chương trình Bảo Mẫu Hẹn Hò. Năm mới lúc nào cũng phát triển, hạnh phúc, an lành. Và chúc cho chương trình năm sau thì có nhiều cặp cũng được thành công và tiến tới hôn nhân như vợ chồng mình. Thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ấn tượng nhất trong 2015 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. 1 tỷ đâu rồi? Ra đây ông Bảo coi. Dạ, ông kêu con. Ra kia mua ký thịt bò về cho ông coi. Dạo này sức khỏe yếu quá à. Nhớ nhà mua bò loại 1 đó. Dạ, con biết rồi. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ thì anh không muốn quà tặng cho em. Một cái nhẫn. Anh hy vọng mình là điểm đích cuối cùng. Đưa tay ra. Điểm đích cuối cùng là hai đứa mình hả? Em không. Em có một cái quan niệm như thế này. Khi mà quen á là phải 4 giai đoạn. Đầu tiên là khởi động, cuộc chứng ngại vật, rồi tăng tốc rồi mới về đích. Chưa gì về đích em không chịu. Không không, cái này không phải đích, cái này mới khởi động thôi. Giống khởi động vậy hả? Em có một cái điểm duy nhất mà người nào chạm được cái chỗ đó thì em sẽ yêu người đó hết mình, lại yêu cuồng nhiệt luôn, yêu hy sinh hết cuộc đời của em luôn. Anh không biết chỗ em thế nào. Em thấy số phận của anh rồi đó. Anh không hiểu. Em chưa chịu anh, em phải làm sao cho em chịu anh đi. Rồi. Làm nhanh lên, hết giờ. Không, không được. Không được. Không được. Không được. Cầu hôn. Em không có chịu. Sau này mình nói tiếp. Quay nhau khoảng 6 tháng đến năm mình sẽ cưới nhau. Từ 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 từ. Nói đàng hoàng chậm chậm đâu mà để chị nghe. Nhìn vô mắt thẳng nhau. Mà anh em quay nhau khoảng 6 tháng tới năm rồi mình sẽ cưới nhau. Anh lo em tới trọn đời luôn. Ai xui chi cho vợ vợ với chồng chồng biết đây với đó. Họ biết đây với đó mà ông Tân Hồng ông có ở xe. Người dân kia mà mới gặp mơ, gặp là gặp biết chào, biết chào biết chào làm sao, biết chào biết chào làm sao. Bớ chàng ơi có giờ chưa em giúp giúp tình thương.
lớn lên. Đó đi, 2, 3. À, giờ đây rồi. Người con gái mà anh thầm nhớ thương em nhiều chẳng dám ngỏ lời yêu. Anh thương em cùng lúc em cười, yêu giọng nói ngọt mềm khi cất tiếng. Ngồi bên em chẳng dám cận kề, muốn nói yêu em lòng không dám ngỏ. Anh thương em thương đến trọn đời, không bao giờ phụ rãi mối tình này đâu. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Ở với bà ngoại ai? Con nhìn chú này con thích không? Thích. Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc. Dạ. Rất là may mắn. À, có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng, nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi, tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. À, con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Cái Tường hay cảm động lắm. À, mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là cái Tường cũng khóc. Và tôi tin rằng những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này. À, những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai rất tốt đẹp. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, và Tường tin chắc rằng sẽ còn nhiều cặp đôi hơn nữa kết hôn với nhau trong năm 2016. Như vậy là suốt một ngày quý vị đã theo chân Cát Tường, chúng ta cùng du xuân. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Cát Tường xin thay mặt chương trình chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn ngập niềm vui và tiếng cười.